OK, thầy xin chào tất cả các con ạ. À, chúng ta lại được uh, gặp nhau trong buổi rèn luyện bài tập hàng tuần vào tối ngày thứ ba, đúng không ạ? Bây giờ thầy sẽ đầu tiên là thầy xin phép thầy sẽ chia sẻ màn hình trước đã nhé. Rồi, chắc là các con đều đã nhìn rõ màn hình chia sẻ của thầy rồi, có phải không ạ? OK. nào, vậy thì bây giờ ở nội dung của buổi học lý thuyết vừa rồi của sư phụ nghĩa, thì uh, sư phụ nghĩa cũng đã có hướng dẫn cho các con thế nào về cách thức để vẽ được một cái tam giác đều đúng không ạ và bên cạnh đó thì có một số những cái kiến thức cơ bản xoay quanh nó như là, như là nhắc lại thế nào là về góc này đặc điểm góc thế nào được gọi là góc nhọn góc vuông góc tù góc bẹt có đúng không các con Chuẩn không ạ vậy thì ở trong buổi học ngày hôm nay của chúng ta thầy sẽ tiếp tục cùng với cái phần uh, uh, đưa giảng lại giúp cho các con một chút nhắc lại một chút kiến thức về các phần lý thuyết cơ bản này sau đó là chúng ta sẽ ôn tập về cách thức để vẽ được tam giác đều được hình vuông được không các con ok nhá rồi đầu tiên là thầy sẽ mở cái phần mềm này ra đã <laughs> ok xin mời các con hãy ghi giúp cho thầy đầu bài nội dung của buổi học ngày hôm nay của chúng ta là rèn luyện rèn luyện Tam giác đều Tam giác đều này Gạch ngang cho thầy nhé Hình vuông Được không ạ à? Còn một cái nội dung nữa Đó là Liên quan đến phần người ta gọi tên nó là lục giác đều cơ các con ạ à. Tuy nhiên ý Thì cái phần lục giác đều là sư phụ Nghĩa chưa hướng dẫn được cho các con Ở cái buổi học vừa rồi Nên là thầy sẽ lui lại à, Ở buổi sau Dạ vâng ok thầy chào các con Xin chào tuyển minh ạ à. <laughs> nào ok xin mời các con hãy viết đầu bài giúp cho thầy buổi học ngày hôm nay nhé là rèn luyện về tam giác đều về hình vuông được không ạ ok xin mời các con hãy viết đầu bài một phút dành cho các con sau đó chúng ta sẽ bắt đầu đi vào những nội dung của buổi học ngày hôm nay <laughs> Bài kiểm tra của các con thì đã có điểm số thầy đã chấm xong hoàn thiện hết rồi. Uh, trong tuần này thì thầy sẽ công bố cái điểm đấy nhé các con nhé bởi vì tại thời điểm này thì chưa công bố ngay bởi vì là sư phụ nghĩa muốn thầy kiểm tra lại một lần nữa cẩn thận hơn và để đưa ra đến quyết định cuối cùng được chưa thì chắc chắn trong tuần này chắc chắn là các con sẽ được công bố điểm đấy là cái thứ nhất và bài tập về nhà thì uh, trong mấy tuần vừa rồi ý, thì trong tuần này thầy cũng sẽ gửi lại hết tất cả cho các con nhé một số bạn thì thầy chưa gửi một số bạn thầy đã gửi rồi đấy những bạn nào chưa gửi thì thầy chắc chắn sẽ gửi liền trong tuần này luôn đúng không ạ? Tuần trước thì thầy chưa muốn gửi bởi vì sao? Sợ uh, cái việc điểm số ấy nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến cái việc là tâm lý các con làm bài kiểm tra đánh giá năng lực. Tuy nhiên là chúng ta đã có bài đánh giá năng lực xong rồi thì tuần này thầy sẽ gửi hết tất cả điểm lại cho tất cả các con. Ok chưa? Rồi, phần nội dung đầu tiên của buổi ngày hôm nay của chúng ta nhá. Các con ghi cho thầy đầu bài này. oh không thấy uh, đa phần các con đều không bật cam đúng không? Các con bật cam lên cho thầy được uh, thấy các con nào. <laughs> được chưa nào, ok, à, một la mã các con hãy ghi giúp cho thầy phần đầu tiên đó là nhắc lại kiến thức một chút, được không ạ? À? nhắc lại kiến thức nhé, nhắc lại kiến thức này. Vậy nhắc lại kiến thức là gồm những kiến thức cơ bản nào? Thế thì ở chương trình học của ở dưới cấp tiểu học với các con ạ. À, thì bản thân các con cũng đã được làm quen với một số những cái hình vẽ rồi. Ví dụ thế nào được gọi là tam giác này, thế nào là hình vuông này, hình bình hành này, hình thoi này, đúng không ạ? Hình chữ nhật này. Chuẩn chưa? Thế thì lên đến chương trình cấp 2 của chúng ta, nhất là chương trình ở chương trình đầu học kỳ 1 tuần 6 này thì tất cả các hình đó các con đều được học lại. Được chưa? Tuy nhiên, ở nội dung buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi sâu về tam giác đều và về hình vuông thôi. Thế thì để mà các con nhớ lại được kiến thức một cách nó trọn vẹn ấy thì đầu tiên Thầy xin hỏi này. Đây thầy đang vẽ ra trên hình ảnh trên màn hình này của thầy là một cái hình. Xin hỏi các con đây được gọi là cái gì? Nào. Thầy xin mời bạn uh, Tuệ Minh thử xem nào. Tuệ Minh cho thầy hỏi xem uh, cái hình ảnh mà con đang nhìn ở trên màn hình của thầy đây được gọi là cái gì? Theo con thì là cái gì ạ? mình có nhớ nó là cái gì không? con có nhìn thấy nó là một cái đường đúng không? Nhỉ? mà trông nó có, ờ ừ, nó có trông nó có thẳng không? hả Có thẳng. vậy thì đây trông nó chính là một đường thẳng, hay còn gọi nó là nhìn thấy là một cái vạch trông rất là thẳng đúng không ạ? tuy nhiên trên cái đường thẳng này bản thân các con có nhìn thấy một cái điểm nào nằm trên đó không ạ? không hề đúng không? như vậy khi mà các con nhìn thấy hình ảnh này thì đây chính là hình ảnh của một đường thẳng và nó không có điểm giới hạn tức là không hề có điểm giới hạn đầu và điểm giới hạn cuối được không các con vậy trong trường hợp này đây được gọi tên là một đường thẳng các con nhá được không ạ đây là một đường thẳng nó sẽ chạy dài mãi nó sẽ chạy sang bên tay trái cái máy tính của thầy này chạy sang bên tay phải máy tính của thầy này đúng không đâm xuyên luôn cả ra bên ngoài luôn được chưa đấy thế còn đây nào, thầy xin mời anh Dương cho thầy hỏi Đây là hình ảnh Con nhìn thấy Nó là hình ảnh của một cái gì? Nào, xin mời anh Dương Theo con, đây là hình ảnh của một cái gì ạ? Một đoạn thẳng AB Dạ, rất chính xác Đây chính là hình ảnh này Đó là hình ảnh của một đoạn thẳng AB các con nhá Đoạn thẳng Như vậy là đoạn thẳng Thì nó giống như đường thẳng Nhưng có hai điểm giới hạn điểm A và điểm B được chưa? Được gọi là đoạn thẳng AB. Ok chưa? Rồi, tiếp tục, thầy sẽ hỏi thêm các con một chút. Theo các con cảm nhận thì cái điểm M này nó có nằm trên đường thẳng AB hay không? Có nằm trên đoạn thẳng AB không nhỉ các con nhỉ? Điểm M của chúng ta này có nằm trên đoạn thẳng AB không các con? nằm trên có nghĩa là nó phải là ví dụ như một cái điểm nó như thế này này đấy điểm này thầy gọi tên là điểm n chẳng hạn thì như vậy trong trường hợp này điểm m thì người ta sẽ kết luận là không nằm trên đoạn thẳng ab còn điểm n thì có đúng không cả lớp chuẩn chưa ạ rồi vậy bây giờ thầy xin hỏi các con thêm một cái điểm nữa này ở trên đoạn thẳng ab này có một điểm rất đặc biệt Điểm này sẽ là điểm nằm giữa hai điểm A và B và nó sẽ cách đều hai đầu A và B. Vậy điểm đó được gọi tên là điểm gì nhỉ cả lớp nhỉ? Thầy sẽ lấy một cái điểm ở chính giữa nhé. Điểm này là điểm O. Sao cho khoảng cách từ điểm A đến điểm O bằng khoảng cách từ điểm O đến điểm B. Vậy điểm O này được gọi tên là gì nhỉ cả lớp nhỉ? Điểm O này được gọi tên là gì đây các con? Nào, Phạm Khánh Linh, con có biết điểm O này sẽ gọi tên là gì không? <laughs> um. Nó là điểm như thế nào của cái đoạn thẳng AB nhỉ? Là một điểm nằm ở giữa này. Không những nằm ở giữa, nó lại còn cách đều hai đầu của đoạn thẳng nữa cơ. Vậy um. thì cái điểm này được gọi là gì ạ? Được gọi là gì ạ? tăng ạ. Dạ, Giá là gì ạ? Um. Là gì nhỉ con nhỉ? đang tìm trợ giúp à hay là đang xem lại vở ghi lý thuyết của sư phụ nghĩa hả à? <laughs> bây giờ các con không cần phải xem lại vở của sư phụ nghĩa đâu nhớ cái nào thì chúng ta sẽ cùng trao đổi với thầy để thầy giúp cho các con ôn tập nhớ lại kỹ các cái phần kiến thức cơ bản này nhá thì trong trường hợp này cái điểm O này của chúng ta ấy là cái điểm nằm chính giữa của đoạn thẳng AB và nó chia cái đoạn AB này ra thành hai phần có độ dài bằng nhau cả lớp nhớ nhá trong trường hợp này thì OA bằng OB này về độ dài thì điểm O này sẽ được gọi tên là trung điểm của đoạn thẳng AB được không các con được chưa nào trung tính là nằm ở giữa điểm là một cái điểm cách đều ra à. như vậy trung điểm là một cái điểm nằm chính giữa và cách đều hai đầu của đoạn thẳng AB thì được gọi tên là trung điểm ok chưa nào rồi bây giờ nghe tiếp nhá bây giờ thầy hỏi tiếp này vậy thì ta đã có được một đường thẳng rồi một đoạn thẳng rồi vậy bây giờ thầy xin hỏi cả lớp thầy sẽ vẽ một cái hình này sau đó các con cho thầy biết hình vẽ này đây chính là hình vẽ nhắc tới một khái niệm gì nào xin mời các con theo các con thì đây được gọi đến là khái niệm gì của chúng ta đây nào khái niệm gì ạ dạ ok chính xác đây là góc ạ à. hình ảnh mà các con đang nhìn thấy ở cái phần thầy vừa vẽ là hình ảnh được tạo ra bởi hai cái thành phần cạnh đó là cạnh ox và cạnh OI, đúng không các con nếu mà ở cái phần sau này thì chúng ta sẽ được gọi tên cái thằng ox oy này được gọi tên là hai tia thì cái góc mà được tạo ra hay còn gọi là cái hình ảnh được tạo ra bởi hai cái cạnh ox oy này này sẽ được gọi tên nó là góc các con nhá được không ạ à? sẽ được gọi tên là góc như vậy ở phần này thì chúng ta có một cái khái niệm mà các con cần phải lưu ý giúp cho thầy đó là góc là hình ảnh được tạo ra khi vẽ hai cạnh hoặc là hai tia có chung gốc trong trường hợp này nó có chung gốc ô được không cả lớp cả lớp đã nhớ rõ chưa nào được chưa ạ à? nhớ nhá góc là hình ảnh được tạo ra khi mà chúng ta vẽ hai tia có chung gốc ô nào vậy bây giờ thầy hỏi cả lớp nhá trong trường hợp này thì đây có phải là một góc không nào cả lớp nhìn này nào thầy xin hỏi theo các con đây có phải là một góc không có phải là góc không các con nào, bao nhiêu bạn cho rằng đây là góc và bao nhiêu bạn thì cho rằng đây không phải là góc ạ? À? <laughs> rõ ràng là trên hình vẽ này thầy đang vẽ hai cái cạnh là cạnh AC và cạnh AB có chung điểm này là điểm A, đúng không các con? Chuẩn đúng không ạ? À? Như vậy rõ ràng là nó đang tạo ra hình ảnh này chính là hình ảnh của một góc đấy các con ạ. À. Vậy trong trường hợp này thì người ta sẽ gọi tên cái góc này là BAC, và người ta sẽ sử dụng một cái mũi tên hướng lên phía trên giống như hình mái nhà ấy ạ à, Để ký hiệu gọi tên đây được gọi là một góc Thế còn bên này hoàn toàn tương tự thì ta có góc X, O, Y Nào, cả lớp cho thầy hỏi này Các con có phát hiện ra được là cái điểm O và cái điểm A trong trường hợp này này Là hai cái điểm mà chung của hai cặp cạnh tương ứng ở hai cái hình vẽ ấy ạ à, Nó luôn luôn nằm ở điểm chính giữa Các con có thấy được điều này không ạ? Có thấy được không ạ? như vậy trong trường hợp này khi quy ước nhắc đến tên của một góc ấy thì người ta sẽ quy ước là cái điểm nằm ở giữa đúng ở cái mái của ngôi nhà chính là đang nhắc đến cái vị trí góc ở tại cái điểm chung đó được không các con được chưa nào cả lớp ok phần này chưa ạ thì đây chính là cái phần lý thuyết đầu tiên cơ bản mà để thầy mong muốn là các con nhớ lại để giúp chúng ta tí nữa chuyển sang phần à, tam giác đều này hình vuông này các con sẽ vận dụng được ngay được không ạ? Ok nhá. Rồi, chuyển sang phần tiếp theo cho thầy. Có nội dung đó là phần đầu tiên. Nào. Thầy sẽ vẽ lại bốn trường hợp như sau. Thầy sẽ vẽ lung tung. Sau đó yêu cầu các con là hãy nhận diện giúp cho thầy xem trường hợp nào là tương ứng với các góc nào để điền vào các vị trí ABCD này. lớp chờ thầy một chút nha để thầy vẽ hình nha. Rồi, đây là A này. Đây là B này. Đây là C này. Đây là D này. Tất cả các vị trí các góc. Rồi, ok, yêu cầu các con hãy comment lên thanh chat cho thầy điền thứ tự a b c d này tương ứng với các vị trí như sau vuông nhọn tù và bẹt nào xin mời cả lớp hãy điền giúp cho thầy theo thứ tự ví dụ a là vị trí gì các con sẽ viết cho thầy là a gạch ngang tương ứng với cái này b là cái gì c là cái gì d là cái gì nào xin mời cả lớp cái này là chơi nối chữ đây à, Đúng không ạ Đây chính là chơi nối chữ ạ à, Xin mời các con hãy nối thật nhanh giúp thầy xem nào Xem xem khả năng nối chữ của các con Có chuẩn và chính xác không <laughs> Hình vẽ A là tương ứng với vị trí góc Ở vị trí góc gì nhỉ các con nhỉ Rồi thầy cảm ơn Minh Huyền ạ Ok thầy cảm ơn bạn Khánh Linh Bạn Khánh Linh comment cho thầy đầy đủ Cả 4 trường hợp ABCD luôn để thầy kiểm tra nhé Dạ vâng, cảm ơn Khánh Linh ạ, rất chính xác. Tốt. Chuẩn rồi ạ. Ok. À, có một vài bạn bị nhầm lẫn mất một chút. <laughs> có một vài bạn bị nhầm lẫn một chút, không sao. Nào, chúng ta sẽ cùng nhau chốt kết quả nhá. Cái lớp quan sát này. Trong trường hợp này thì cái ở trường hợp hình A đây là hình vẽ của một góc và góc này là góc nhỏ hơn 90 độ được không các con mà cái góc mà người ta định nghĩa nhỏ hơn 90 độ như này này trong trường hợp này nhá ngoài ra nó còn lớn hơn 0 độ nữa cơ lớn hơn 0 độ và nhỏ hơn 90 độ thì cái góc như thế này được gọi tên là góc nhọn vậy a của chúng ta sẽ cần nối với nhọn được không cả lớp uy tín nhá ở trường hợp b của chúng ta thì đây là một góc bẹt mà góc bẹt thì có số đo chính là bằng 180 độ cả lớp ạ. À. Vậy B này của chúng ta cần phải nối đến cái trường hợp cuối cùng, đó là góc bẹt. Được không ạ? À? Thế còn trường hợp C này thì thôi, easy. Nó có một cái góc thể hiện ở đây nó là góc vuông, tức là bằng 90 độ. Vậy cái này cần phải nối ngay đến cái trường hợp đầu tiên, đúng không con? Vậy cái thằng còn lại không cần phải suy nghĩ gì cả. Nhắm mắt cũng so được đến đây. Được chưa? Như vậy thứ tự chính xác của chúng ta sẽ là a nhọn, b là góc bẹt, c là góc vuông và d là góc tù ạ. À. Được không nào? Vậy thì với các cái vị trí các cái góc như thế này để làm gì? Để khi nữa chúng ta chuyển sang vị trí vẽ một cái tam giác một cái tam giác đều hoặc một hình vuông thì các con nhận diện ra được ngay đâu là góc 60 độ, đâu là góc 90 độ. Ok? Rồi, xin mời cả lớp. Nếu các con thấy uh, mình cần thiết bổ sung ngay vào trong vở thì uh, viết thật nhanh. Còn nếu không, chúng ta sẽ chuyển sang nội dung của phần 2 La Mã nhé là đi vào nội dung chính của buổi học ngày hôm nay đó là tam giác đều ạ cả lớp đã được bố mẹ trang bị đầy đủ hết tất cả dụng cụ học tập chưa nhất là bộ dụng cụ để vẽ hình ạ gồm có là thước kẻ này thước đo độ này ê ke này compa này bút chì này tẩy này được không ạ đã đầy đủ hết chưa ạ <laughs> à dạ thế ạ, có một số bạn là là đi đi lấy đúng không ạ? Tức là chắc là được được bố mẹ trang bị rồi phải không ạ? Ok. <laughs> ở trong lớp chúng ta đến thời điểm này còn bạn nào mà chưa có đầy đủ bộ dụng cụ học tập không? Thầy ví dụ như là cái compa này hay là cái eke này các con vẫn còn chưa có à cái thước đo độ nữa, thước đo góc, thước đo góc quan trọng phết đấy ạ. Thì bản thân thời điểm này ở trong lớp chúng ta có bạn nào vẫn còn chưa có không ạ? Để thầy còn thầy còn nhắn bố mẹ để mua lập tức mua ngay cho các con nào. À. Có bạn nào còn chưa có không? Để thầy còn lập tức nhắn tin đến bố mẹ nhờ bố mẹ mua hộ cho chúng ta một bộ đầy đủ. À có bạn thì bạn Linh Nga thì chia sẻ là để ở trên lớp rồi. Ok. À thiếu tẩy. Ok. <laughs> tẩy thì à tẩy thì có hai cách. Một là các con lấy cái đầu của cái bút chì nó sẽ có một cái viên tẩy nhỏ nhỏ đúng không ạ? Hai là chúng ta mua hẳn một cái cục tẩy thường nó nhỏ nhỏ như thế này này con này. Đấy. Thì cái cục tẩy đấy thì chúng ta sẽ tẩy nó được được cái không gian nó rộng rãi hơn là so với cái đầu của cái bút chì đúng không ạ? Ok nhá rồi vậy bây giờ chúng ta sẽ đi sang nội dung của phần hai la mã nào hai la mã các con ghi cho thầy tam giác đều hai la mã nhá tam giác đều ok vậy thì với tam giác đều ấy thì chúng ta cần phải nắm được đặc điểm của tam giác đều là tam giác như thế nào và nắm được ít nhất là hai đến ba cách vẽ của một tam giác đều được không các con? Tức là có thể các con sẽ sử dụng combo ở đây là ví dụ như sư phụ nghĩa đã hướng dẫn này, combo thước kẻ bút chì, combo thước kẻ thước đo góc, combo thước kẻ à, và ê hoặc là combo à, thước kẻ với à, à, gì nhỉ Với gì nữa? Compa này, thước kẻ ê này. Ý như thế là đầy đủ hết rồi nhỉ còn có cái loại nào còn một cái trường hợp nào nữa không combo à ok combo <laughs> thầy đọc giống như người việt đọc tiếng anh ấy, nên là đọc là combo được chưa ok vậy trong trường hợp này ta có như sau nhá cho tam giác đều ABC này tam giác đều ABC vậy thì cái tam giác này có đặc điểm như thế nào nhờ cả lớp nhỉ thầy xin mời thử bạn ánh dương nào Ánh Dương cho thầy hỏi xem là à, con đã học rồi thì con cho thầy biết là tam giác đều ABC này theo con có đặc điểm như thế nào ạ? À... Theo con thì đặc điểm của tam giác ABC là đặc điểm gì nhỉ? Ba cạnh bằng nhau. Rồi rất chính xác ạ. Tam giác đều là cái tam giác mà có độ dài ba cạnh bằng nhau. Vậy thầy xin phép viết là AB bằng BC và bằng CA rất chính xác ạ còn gì nữa không con tam giác đều ngoài ba cạnh có độ dài bằng nhau ra còn có đặc điểm gì nữa không nhỉ con nhỉ <laughs> dạ còn đặc điểm gì nữa không ạ <laughs> bạn tuệ binh nhớ bạn thiện bì nhớ ánh dương thì chắc là con chưa nhớ lắm đúng không OK. Vậy thì rồi OK. Nào, xin mời bạn uh, Tuệ Minh nào, xin mời Tuệ Minh hỗ trợ thầy và Anh Dương luôn. Ngoài ừ. đặc điểm ba à. cạnh có độ dài bằng nhau ra, chúng ta còn một cái đặc điểm nữa là gì ạ? Phải là ba góc cũng bằng nhau và cùng bằng 60 độ ạ. Rất chính xác ạ. À. Trong trường hợp này thì tam giác đều ABC là tam giác các con nhìn này, nó sẽ có một cái góc A này thầy viết có một cái mũi tên ở trên đầu, thể hiện đây được gọi tên nó là góc. A à, được không các con? Góc này chính là cái góc mà được tạo ra ở vị trí của đỉnh A của tam giác đều đấy. Vậy trong trường hợp này ba góc bằng nhau nên thầy xin phép viết là góc A bằng góc B bằng luôn góc C và như bạn Tuệ Minh vừa chia sẻ nó bằng 60 độ đấy ạ. À. Chính xác luôn. Vậy thì dựa trên cái đặc điểm này chúng ta sẽ có được cái cách vẽ mà sử dụng thước đo góc. Các con đã nhớ rõ chưa nào? Đây chính là cái căn cứ để chúng ta dựa trên cơ sở này để vẽ được tam giác đều trên cái việc đó là các góc bằng nhau bằng 60 độ ạ. À. Được chưa? Ok, vậy bây giờ xin mời cả lớp. Thầy xin mời một bạn trình bày hỗ trợ giúp thầy nhá về cách vẽ số 1 này. Nội dung cách vẽ số 1 đó là sử dụng uh, combo đúng không? Combo. Combo này là thước kẻ cộng với compa đi xem nào nào xin mời một bạn nói miệng thôi các con mà nói chuẩn luôn thì tuyệt vời còn nếu trong trường hợp mà chưa đầy đủ thì thầy xin phép sẽ bổ sung thầy xin mời bạn là nguyễn khánh linh nào nguyễn khánh linh hãy hỗ trợ thầy combo thức kẻ compa thì theo con chúng ta cần phải thực hiện những bước như thế nào ạ dạ xin mời con Để vẽ được một cái trong trường hợp này chúng ta sẽ đi cụ thể là vẽ tam giác đều có cạnh là bằng 5 cm các con nhá. Vẽ tam giác ABC này. Đều này. Có cạnh bằng 5 cm. Nào, xin mời Khánh Linh ạ. À. Khánh Linh hỗ trợ thầy thì xem nào. Con cứ mạnh dạn chia sẻ cho thầy biết là các bước làm như thế nào. <laughs> tiên một là đoạn đoạn thẳng BC đúng rồi đầu tiên chúng ta sẽ vẽ một cái đoạn thẳng BC trước đúng không con rất chính xác vậy thầy sẽ làm theo đúng cách thức mà hướng dẫn của bạn Khánh Linh nhá thầy đang lấy ra trên hình ảnh này màn hình này là một cái thước kẻ các con nhìn thấy trên vạch này nó có chia các cái vạch đúng không các con với mỗi một vạch này sẽ tương ứng cách nhau là một cm ạ à. vậy thầy xin phép lấy một đoạn thẳng BC có độ dài là 5 cm giống như là bạn Khánh Linh vừa chia sẻ. Vậy thầy sẽ vẽ nhé. Các con quan sát này. Đấy, các con có nhìn thấy thầy đang đưa cái này theo cái mép của thước kẻ một tương ứng một đoạn là 5 cm chưa ạ? Rồi đúng không? Ok. Thầy đã vẽ xong ạ. Rồi xin mời Khánh Linh hỗ trợ thầy bước, bước tiếp theo ạ. Bước hai là cái đường tròn tâm B bán kính BC. À, BC để thầy thay đổi lại đúng là BC này. Bước số 2 là con sẽ vẽ một đường tròn tâm B, bán kính BC. Chuẩn rồi ạ. À. Bước số 3 là gì ạ? À? Bước 3 là vẽ hình tròn tâm C, bán kính DC. Ok. Vậy thì bây giờ Khánh Linh có thể hỗ trợ thầy là để làm thế nào để vẽ được cái đường tròn tâm B và tâm C này được không ạ? À? Làm thế nào nhỉ? Dùng cái công cụ Comba thì làm thế nào nhỉ? Con có thể hỗ trợ thầy được không? Thầy lại chưa được À, rõ cái cách vẽ dùng con ba lắm. nào, Khánh Linh hỗ trợ ừ. thầy với. À, dùng con ba. Uh, 5 cm. đó uh, để cái phần nhọn của con ba ra ra cái điểm C, sau đó quay vào đường tròn đúng rồi ạ. À. để ừ. vẽ được một đường tròn tâm C với bán kính là CB bằng 5 cm thì bạn Khánh Linh bạn sẽ hướng dẫn chúng ta bằng cách như, như sau chúng ta sẽ sử dụng cái compa đặt điểm cố định thường là nó sẽ là một cái đinh ghim nhọn đúng không các con đặt cố định vào điểm c sau đó mở compa ra sao cho cái độ mở của compa là chính bằng cái đoạn cb này và trong trường hợp này thì cb ở trên thầy đang vẽ bằng độ dài của đoạn này chính là 5 cm đúng không các con như vậy sau đó chúng ta sẽ cố định điểm c quay một Đường tròn tâm C bán kính là CB bằng 5cm. Rất chính xác ạ. À. Vậy thế còn vẽ đường tròn tâm B thì chắc là sẽ sử dụng như sau. Khánh Linh nghe thêm thầy nói có chính xác không nhá Thầy sẽ lấy điểm cố định him tại điểm B, mở cái compa ra, sao cho góc mở độ mở tương ứng với một đoạn bằng BC bằng 5cm. Sau đó chúng ta cũng quay một cái vòng tròn hay là còn gọi là một đường tròn tâm B bán kính 5cm. Đúng không con? Chuẩn chưa ạ? À? Sau khi vẽ xong hai vòng hai đường tròn xong thì làm thế nào tiếp nhỉ Khánh Linh nhỉ? Hai đường tròn xong sau đó là ta đánh dấu điểm A. À. Tìm giao điểm của hai cái đường tròn vừa vẽ đúng không con? À. Chuẩn chưa ạ? À? Ok, rất chính xác. Tốt. Vậy thầy sẽ vẽ cái vòng tròn ra trước nhá. Thầy sẽ vẽ cái vòng tròn ra trước. Các con chờ thầy một chút. OK rồi đã có một vòng tròn vòng tròn thứ hai đó là ngược lại hai vòng tròn này thì chúng ta sẽ tìm ra được một giao điểm của chúng và giao điểm này giống như bạn khánh linh vừa chia sẻ đó chính là điểm a của chúng ta đúng không các con ok rồi vậy đến đây thầy xin phép lấy giao điểm của hai cái đường tròn này đó chính là điểm a các con nhé điểm a của chúng ta đấy ạ à. Rồi ok đã xong. Sau đó thầy xin phép là chúng ta sẽ tẩy hai cái vòng tròn này đi. Có đúng không ạ? Ở trên lớp thì thầy cô giáo có hướng dẫn các con sau đó sẽ tẩy đi không nhỉ? Có chứ nhỉ. Đúng không? Ok. Vậy thầy sẽ vẽ này. Thầy sẽ nối điểm A vừa tìm được với điểm B, nối điểm A vừa tìm được với điểm C. Và cái hình được tạo ra ở trên màn hình chính là tam giác đều ABC đấy các con ạ bởi vì độ dài của các đoạn này đều bằng nhau và cùng bằng 5 cm được không các con? Ok, rất chính xác. Rồi, vậy trong trường hợp này thầy tin là cả lớp các con không một ai là không rõ được cách thức vẽ này đúng không ạ? Vậy trong trường hợp này thì các con hãy bổ sung thật nhanh vào trong vở cho thầy nhé. À, không bằng lắm à. <laughs> ok rồi. Trong trường hợp này Nhân lúc các con bổ sung cho thầy các bước làm vào trong vở thì thầy sẽ sửa lại cái hình này để sao cho nó thật sự là đúng là tam giác đều nhá. Nào, xin mời cả lớp. Bước số 1 này. Các con nốt thật nhanh vào trong vở giúp thầy, bước số 1 đó là vẽ đoạn thẳng BC. Vẽ BC bằng 5 cm. Được không ạ? Bước số 2. Đó là vẽ đường tròn đường tròn tâm là điểm B bán kính 5 cm. Trong trường hợp này thầy lấy bán kính là BC bằng 5 cm. Được không các con? Bước số 3 chúng ta sẽ thao tác giống hệt bước số 2, đó là vẽ một đường tròn thứ hai. Đường tròn tâm C. Và trong trường hợp này là bán kính của chúng ta thì là bán kính CB các con nhé. Bán kính CB này. Đấy và cũng bằng 5 cm ạ. À. Đến bước cuối cùng là bước mà chúng ta đi xác định điểm A thì điểm A trong trường hợp này là giao điểm của hai cái đường tròn vừa vẽ ở bước ở phía trên. Vậy đến đây ta có bước số 4 này các con này, bước số 4 nhá. Đó là lấy giao điểm lấy giao điểm A của hai đường tròn của hai đường tròn. Sau đó chúng ta cần phải nối AB phẩy AC. Và khi nối xong thì các con sẽ được gì nhỉ? Ta sẽ được tam giác đều ABC. Được không cả lớp? Ok chưa? Rồi, ngay bây giờ thầy sẽ là người kiểm tra lại ngay cái ở tam giác bên trên này đã thật sự là đều hay chưa nhá. Thầy sẽ kiểm ngay được ngay thôi ạ. À. Ok, đúng là nó phải thu lại một tí rồi. Rất chính xác. Bạn Linh Nga nhận diện rất tốt. Trong trường hợp này là bởi vì sao? Lúc nãy là thầy vẽ khi thầy vẽ thì thì cái đường tròn của thầy nó chưa thật sự là chuẩn tuyệt đối đúng không các con? Ok nhá, thầy sẽ thay đổi lại ngay đây ạ. Ok. Rồi. Bây giờ thì chỉnh lại này đã chính xác hơn rất nhiều rồi đấy ạ. Đây chính là tam giác đều của chúng ta. Được chưa nào? Và tam giác đều này thì có độ dài ba cạnh AB bằng BC và bằng cả CA luôn. Thế còn các con nhớ cho thầy này, ba góc ở ba cái đỉnh ABC tương ứng, ba góc này bằng nhau và cùng bằng 60 độ cả lớp nhá. Được chưa nào? Cùng bằng nhau và cùng bằng 60 độ. Ok. Rồi, xin mời các con bổ sung thật nhanh để chúng ta chuyển sang cách vẽ thứ hai. Thầy sẽ lại mời một bạn hỗ trợ thầy. Combo thứ hai đó là sử dụng thước kẻ cộng với thước đo góc ạ. À. Thước kẻ cộng với thước đo góc. Nào, thì nhân lúc mà chúng ta chưa chuyển sang phần mới, thầy sẽ hỏi một bạn nhé. À, thầy xin mời một bạn đố các con biết. Thầy xin mời bạn Trúc Linh nào. Trúc Linh cho thầy hỏi là đối với tam giác đều thì chu vi của tam giác đều được xác định như thế nào ạ? Con thưa thầy là lấy ba cạnh cộng với nhau ạ. Dạ rất chính xác. Rất tốt ạ. À. Đối với một hình thì các con nhớ cho thầy này luôn luôn nhớ nhá. Chu vi của một hình được định nghĩa là tổng chiều dài các cạnh của hình vẽ đó. Vậy trong trường hợp này tam giác đều là một tam giác có ba cạnh Vậy thì chu vi của tam giác đều chính bằng tổng độ dài các cạnh là AB cộng BC cộng CA. Nhưng vì là ba cái cạnh này thì lại độ dài bằng nhau nên bạn Trúc Linh đã đi đến kết luận đó chính là chu vi của chúng ta sẽ được tính bằng 3 nhân với độ dài của một cạnh. Đây là một công thức rất chính xác luôn. Rất tốt các con nhá. Ok, thầy cảm ơn bạn Trúc Linh ạ. <laughs> Các con cứ bình tĩnh bổ sung nhé. Nếu các con bổ sung xong thì comment cho thầy là đã xong để chúng ta chuyển sang cái cách vẽ số 2 ạ. À. Hôm nay học nhẹ nhàng lắm các con ạ, à. vừa học vừa chơi thôi. Lát nữa chúng ta sẽ nghỉ giải lao một chút nhá. Không biết là thầy có năng nợ các con thời gian nghỉ giải lao gì không nhỉ? Có năng nợ lần gì không? Hả? Cả lớp À, có một số bạn hỏi thầy là diện tích của tam giác đều tính thế nào? Thì thầy chia sẻ như này nhé. Tại thời điểm này của các con ấy thì các con chưa được học về công thức tính diện tích của tam giác đều ạ. À. Nên thầy xin phép là chưa giới thiệu, được không nào? Bởi vì khi mà giới thiệu vào ấy mà một số bạn nào đấy bảo ui em biết rồi, lên trên lớp lại giới thiệu lại với cô giáo, thế là toi, không? Bởi vì tại thời điểm này chúng ta chưa cần phải học đến công thức này các con nhé. Nhớ chưa nào? Có công thức đấy ạ à. Thực tế là có công thức ạ à. Tuy nhiên là cái công thức này các con sẽ được biết Ở chương trình của hình học lớp 7 Được chưa cả lớp Dạ thế ạ à? Thầy có nợ ạ à? oh. Thế thầy nợ là Nợ là bao nhiêu phút ạ à? Thầy có nợ các con là bao nhiêu phút ạ à? Để xem xem hôm nay có trả nợ được không Hay là để trả nợ sang dần trong các buổi sau Hả à? Thầy nợ các con là bao nhiêu phút nghỉ giải lao ạ? À? <laughs> hai lần. À hai lần là 2 nhân 5 bằng 10 à? Ok. được rồi, tùy tình hình nhá. Lát nữa thầy hôm nay thầy sẽ cho các con nghỉ giải lao thoải mái một chút được chưa nào? Tuy nhiên, bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang cái combo vẽ hình số 2. Đó chính là sử dụng à chuyển sang combo số 2 nhá. Cách số 2 này. Cách vẽ số 2. Đó là sử dụng thước kẻ cộng với thước đo góc. thước đo góc. Vậy bây giờ thầy xin hỏi các con một chút ở trong lớp chúng ta đến thời điểm này con bạn nào chưa biết sử dụng thước đo góc hay không để thầy còn hướng dẫn nào. Bạn nào chưa biết dùng thước đo góc thì các con hãy giơ tay lên để thầy biết, thầy hướng dẫn. Nào, xin mời các con. Hình ảnh thước đo góc của chúng ta thầy đã sâu lên trên màn hình đây rồi. Cả lớp có nhìn thấy cái thước đo góc của thầy không ạ? À? Thước đo góc này của thầy là một cái thước các con nhìn này, nó gần giống như là một nửa của hình tròn, đúng không các con? Một nửa của hình tròn nhá. Và trên đó thì chúng ta có các vạch chia, được không các con? có một các cái vạch chia lần lượt các con nhìn này. 0 này, 10 này, 20 này, 30 này, 40 này, đúng không ạ? 50, 60 đến cuối cùng ở cuối cái nửa của hình tròn này nó là con số 180. Và các con có nhìn thấy là cái 180 này chính là một cái góc mà chúng ta vừa được nhắc tới ở đầu buổi. Là góc gì nhỉ cả lớp nhỉ? Góc 180 độ là cái góc gì nhỉ? góc gì mà vừa nhắc tới ở đầu buổi nhỉ các con nhỉ? góc gì ạ? À? <laughs> không phải như... <laughs> không phải đâu nha linh nga nhá. ơi, không biết là linh nga trêu thầy hay là hay là linh nga đọc thật. nhưng mà cả lớp nhớ cho thầy này, không phải là góc bếp hay là góc bẹp đâu cả lớp nhé. cả lớp nhớ chưa nào? mà góc trong trường hợp này của chúng ta được gọi tên là góc bẹt được chưa rồi ơi <laughs> nó tên nó là bẹt ạ à. như thế này ạ à. <laughs> được chưa cả lớp nó là bờ ép bẹt nặng bẹt ok chưa chứ còn các con lên, lên trên trường các con đọc là là thưa cô đây là góc bẹt bạn à? là là toi đấy nhá tất nhiên là cô giáo sẽ cười thôi cô giáo sẽ không nghĩ là cô giáo lại nghĩ là các con đang 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 trêu uh, cô giáo một tí đúng không chứ cô giáo lại không nghĩ là các con bị đọc nhầm đúng không ạ trong trường hợp này thì góc bẹt là góc bằng 180 độ. Được không các con? Vì tín nha. Rồi, ok. Vậy thì bây giờ thầy xin phép sẽ hướng dẫn các con cách sử dụng cái thức đo góc này lại một lần nữa. Bởi vì hôm trước ý, thì sư phụ nghĩa đã hướng dẫn rồi. Nhưng là bởi vì là cái thức đo góc của sư phụ nghĩa hôm trước là nó hơi nhỏ một chút. Đúng không ạ? Nên bây giờ thầy sẽ hướng dẫn lại các con này. Bây giờ cả lớp hãy quan sát cho thầy nhé. Thầy sẽ bỏ cái uh, này ra. Thước đo góc này thì bản thân trên cái vạch chia này nó có các vạch chia tương ứng 0 10 20 30 40. Như vậy nếu như thầy muốn vẽ một góc bằng à 20 độ chẳng hạn thì thầy sẽ vẽ như sau, cả lớp quan sát này. Bước đầu tiên là thầy sẽ lấy thước kẻ, thầy sẽ kẻ ra một đường thẳng. Được không các con? Kẻ ra một đoạn thẳng như thế này. Sau đó thầy sẽ đánh dấu vào một điểm ở nằm ở đâu đó ở trên cái đoạn thẳng này. Được không các con? Nào, cả lớp nhìn nhá. Quan sát này. Đấy, cả lớp quan sát được chưa ạ sau đó thì cái điểm mà thầy vừa mới ký hiệu ở đây thì thầy sẽ đánh dấu nó vào gọi tên nó là một cái điểm ô để cho dễ nhớ điểm này được gọi tên là điểm ô được không các con điểm ô nhá thì cái điểm ô này sẽ chính là một cái điểm mà thầy đang mong muốn để làm gốc để tạo ra cái góc mà chúng ta đang mong muốn thì cả lớp bình tĩnh nhá các con quan sát này bây giờ thầy muốn vẽ một góc bằng 20 độ thì thầy sẽ lấy cái thước đo góc này thầy kéo nó xuống sao cho các con nhìn này ở đây các con có nhìn thấy là thầy đang trỏ cái con chuột vào vị trí của một cái điểm nằm ở chính giữa của cái cái vòng nửa vòng tròn này không các con có nhìn thấy không ạ thì cái vị trí này được gọi tên là vị trí mốc để đo góc của cái thước đo góc này Vậy các con sẽ lấy cái mốc này các con đặt nó trùng đúng vào điểm O cho thầy nhá. Đấy. Cả lớp đã nhìn thấy thầy cho nó trùng vào điểm O chưa ạ? Nào, uy tín chưa? Cả lớp đã nhìn thấy là thầy cho trùng vào điểm O chưa ạ? Trùng rồi đúng không? Ok. Khi trùng rồi thì bây giờ thầy muốn tìm một cái góc mà thầy mong muốn, thầy hãy quan sát trên cái thước đo góc này. Ví dụ như sau. Bây giờ thầy muốn vẽ một góc 20 độ, thầy sẽ đánh dấu lấy con chuột à lấy con con chuột của thầy này, thầy trỏ vào đến vị trí 20 này. Thế còn bản thân các con vẽ hình ý, thì con con dùng bút chì đánh dấu chấm cho thầy vào vị trí của 20, con số 20 ở đây. Các con đã nhìn thấy thầy chấm chưa ạ? Chuẩn rồi đúng không? Bây giờ thầy muốn vẽ một góc là 60 độ này, thầy sẽ lại chấm một cái vị trí vào vị trí 60 này. Đấy, chấm vào. Ok. Thầy muốn vẽ một góc ở vị trí 90 này, chấm nó vào cho thầy. Uy tín chưa? Rồi, Bây giờ chấm ở vị trí 130 độ này. 130 độ. Ok luôn. Như vậy là trên hình vẽ hình tròn này của thầy thầy đang chấm 4 điểm tương ứng với các vị trí 20 độ. Nào, 20 độ này. 60 độ này. 90 độ này và 130 độ, đúng không các con? Vậy bây giờ các con cùng quan sát nhá. Nào. Thầy sẽ bỏ cái thước đo góc này ra. Sau đó các con lấy thước kẻ nối cái điểm O này tới các vị trí vừa mới đánh dấu cho thầy, ta sẽ nối tới các điểm vừa đánh dấu. Đấy, được chưa? Uy tín nhá. Như vậy khi thầy nối xong thì thầy sẽ được các góc tương ứng như sau cả lớp quan sát này. Ở vị trí đầu tiên, góc này của thầy sẽ là góc 20 độ. Đúng không cả lớp? Nhất trí không ạ? À? Ở vị trí thứ hai, đây là vị trí số 1 này, vị trí này số 2 này. Vị trí số 2 thì cái góc mở này của thầy là bao nhiêu độ nhỉ? Minh Huyền cho thầy hỏi ở cái vị trí số 2 này góc mở là bao nhiêu độ đấy con nhỉ? Lúc nãy thầy bảo bao nhiêu độ nhỉ? Minh Huyền nhỉ? Minh Huyền cho thầy hỏi là ở vị trí số 2 này lúc nãy con còn nhớ là chúng ta quy ước nó là vị trí góc bao nhiêu độ không ạ? 60 độ ạ Chính xác, nó là 60 độ ạ Ok, thầy sẽ ký hiệu 60 độ vào Rất tốt ạ Thế còn ở vị trí số 3, thầy xin mời bạn Hồng Phúc nào. Vị trí số 3 này góc này là góc bao nhiêu độ đây ạ? Dạ, Hồng Phúc cho thầy hỏi là ở vị trí số 3 này theo con nó là góc bao nhiêu độ đây ạ? <laughs> Ok không biết là Hồng Phúc có nghe thấy tiếng của thầy không nhỉ Hay là bạn Hồng Phúc đang Đang bị uh, Đang bị Bị uh, lát nhỉ <laughs> Ok bạn Hồng Phúc bị ao ra ngoài mất rồi Chắc là bạn bị mặc lát đấy các con ạ à. Ok thầy xin mời Thiện Mỹ nào Thiện Mỹ cho thầy hỏi ở vị trí số 3 này là tương ứng góc bao nhiêu độ đấy ạ à? Con con thưa thầy là ở vị trí số 3 này là 90 độ ạ Rất chính xác ạ, à, rất tốt Đây chính là góc 90 độ, là góc vuông đấy con ạ à. Rất tốt ạ à. Thế còn ở cái vị trí cuối cùng này à. Lúc nãy thầy còn nói Đó là vị trí số 4 đúng không các con Vị trí số 4 nhá Thì vị trí số 4 này tương ứng với góc Nó là 130 độ ạ à. Thì 130 độ các con lưu ý cho thầy này Nó là góc này này, cả lớp quan sát này Nó là góc mở to nhất từ ở bên tay trái Thầy mở ra đến đây Đấy, cả lớp có phát hiện ra được không ạ? thầy sẽ cho nổi hai cái đường này lên to hơn để cho các con nhìn dần tốt hơn nhá. nó chính là hai cái đường này là hai đường màu xanh. cả lớp quan sát này màu xanh nét to. đấy cả lớp phát hiện ra được chưa ạ? thế còn ở bên này của thầy thầy sẽ cho nó màu đi nó khác đi một tí. rồi các con đã phát hiện ra được là hai cái đường màu xanh lá cây tạo ra góc 130 độ chưa ạ? À? Đấy là hoàn toàn thầy dựa dựa trên là sử dụng cái thước đo góc này đấy các con ạ. À. Đây, chúng ta kiểm tra lại một lần nữa nhá, thầy ướm nó vào này. Đấy, các con đã nhìn thấy chưa? Vị trí 1 20 độ. Vị trí 2 60 độ. Vị trí 3 90 độ. Vị trí 4 130 độ, được không các con? Ok chưa? Rồi rất tốt. Thế bây giờ thầy hỏi cả lớp nhá. Bây giờ thầy hỏi câu hỏi này mở rộng ra một tí này. Bây giờ thầy sẽ kéo cái này xuống dưới này. Cả lớp thầy hỏi một chút. Bây giờ thầy muốn vẽ một góc 60 độ. Nhưng mà nó lại không phải đi từ bên tay trái sang. Mà lại đi từ bên tay phải sang. Thì làm thế nào nhỉ? Các con cho thầy hỏi này. Thế bây giờ làm nào nhỉ? Nào ai có thể hướng dẫn được cho thầy? Đây là điểm O. Điểm O nhá, điểm O của thầy nhá điểm O này. Đây là điểm A. Bây giờ làm thế nào để thầy vẽ được góc AOB mà bằng 60 độ nhỉ cả lớp nhỉ? Làm nào nhỉ? Có ai hướng dẫn được cho thầy không? Bạn nào giỏi dùng thước đo góc này có thể hướng dẫn cho thầy được không ạ? <laughs> bằng cách là như thế nào chúng ta sẽ lấy cái thước đo góc này ướm vào giống nghệt như thầy vừa nói. Được không các con? Ướm vào đây. Như vậy cho cái điểm ở gốc của thước đo góc trùng với điểm không của thầy, điểm O của thầy đúng không? Sau đó, cả lớp nhìn này. Nếu như chúng ta đánh dấu bởi cái điểm 60 giống như 60 này, thì các con có biết là trong trường hợp này cái góc mà thầy tạo ra nó sẽ là bao nhiêu độ không cả lớp ơi? Các con có biết là bao nhiêu độ không? Các con nhớ nhé, nếu như chúng ta đánh dấu ở vị trí 60 độ giống như thế này này, là chúng ta sẽ tạo ra một góc không phải là 60 độ đâu ạ à. Đố các con biết là góc bao nhiêu độ 120 à, độ Rất chính xác ạ à. Là bởi vì chúng ta đang quy ước là nó lấy Cái mốc là đi từ bên tay phải Các con nhìn này nó quay như thế này này Đúng không ạ Cả lớp hiểu được cái trường hợp này không Đang quay từ vị trí của OA này mở ra Bởi vì chúng ta vẽ hai tia mà các con Vậy nếu như chúng ta lấy cái điểm 60 này Thì có nghĩa là chúng ta đang đi theo chiều ngược lại thì chiều ngược lại các con cần phải nhìn theo cái vòng tròn chữ màu xanh ở phía bên trong. Cả lớp đã nhớ rõ chưa? Đây này, các con nó nhìn thấy này. không này, 10 này, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Vậy cái vị trí 120 này nó đang tương ứng với 60 ở vòng ngoài. Có nghĩa là chúng ta nếu mà nối cái thằng này với cái vị trí ở đây. Lập tức được một góc là 120 độ các con nhá. Trong trường hợp này, góc này là góc 120 độ đấy các con ạ. À. Được chưa cả lớp? Ok chưa? Thế nhưng thầy đang yêu cầu là chúng ta dựng góc 60 độ thôi. Vậy chúng ta cần phải ướm lại một lần nữa để đo được góc chính xác là 60 độ. Nào, thầy xin mời một bạn. À các con hãy dùng phần mềm vẽ hình trên Zoom, các con chấm vào giúp cho thầy vị trí nào là 60 nào. Thầy xin mời bạn nào. Phạm Khánh Linh. Phần mềm của con ở trên máy tính ấy, con có thể chấm vào vị trí 60 độ cho thầy được không? Ở vị trí nào là cái vị trí điểm mốc của 60 độ của chúng ta nhỉ con nhỉ? Chấm triệu gì đây? Ờ, ở phần mềm giúp của con là không có vẽ hình lên trên màn hình của thầy à? Vâng ạ. Thế à? Thế bây giờ thầy hỏi nhá. Bây giờ chúng ta phải lấy mốc nó chỗ nào? Lấy chỗ 60 màu đỏ hay 6 điểm 60 màu xanh? Nào, xin mời Khánh Linh nào. Chấm mình màu đỏ hay màu xanh màu đỏ màu đỏ thì nó chính là cái góc mà thầy vừa nói lúc nãy thì nó tạo ra góc bao nhiêu độ nhỉ con nhỉ 60 độ 120 độ nhưng mà thầy đang muốn tìm góc 60 độ cơ mà con thế thì anh vào màu xanh ạ à? đâu ạ chỗ nào ạ chỗ nào ạ thầy thì không rõ lắm đỏ phải đấy ạ <laughs> dạ cái số 60 là 60 màu xanh nét nhỏ ấy à chữ nhỏ đúng không ạ chuẩn đúng không ạ đúng. ok đây rồi đây này chó nó chính là chỗ này này các con này đây 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 đấy khánh linh với cả các con các bạn ở trong lớp các con có nhìn thấy được không ạ vị trí này mới là vị trí chúng ta cần phải đánh dấu để tìm ra góc 60 độ ok à, có một bạn nào đánh dấu hộ thầy màu xanh nhỏ nhỏ trên này này ok thầy cảm ơn con nhá rất chính xác tuyệt vời thầy bỏ ra sau đó nối điểm ô với cái nét vừa mới tìm xong đúng không ok và cái góc này mới là góc 60 độ đây cả lớp ơi Góc này mới là góc 60 độ này. Được chưa? uy tín chưa? Rồi. Như vậy là hy vọng với cái việc mà chúng ta vừa thực hành cái thước đo góc này thì tất cả các con đều ok. Đều đã biết cách nắm được cách sử dụng thước đo góc, được chưa các con? Ok nhá. Thế còn nếu trong lớp mà có bạn nào mà các con vẫn chưa tự tin lắm thì các con hãy gọi điện thoại nhắn tin riêng hỏi thầy. Thầy sẽ gọi lại, gọi điện thoại lại cho các con, sau đó thầy hướng dẫn lại một lần nữa nhá đúng không ạ? Thầy hy vọng là với cái việc mà chúng ta vừa mới trực quan nhìn cái sử dụng cái thước đo góc này, thầy tin là các con đều ok hết rồi. Cả lớp nhớ chưa nào? Chỉ có lưu ý một cái cuối cùng thôi này, cả lớp nhớ này. Nếu như các con muốn vẽ một góc mà nó xuất phát từ phía bên tay trái thì các con phải nhớ này, đó là chúng ta phải mở rộng đi từ phía bên tay trái sang. Thế còn nếu muốn vẽ một góc đi từ bên tay phải thì chúng ta phải ngược lại, đó là đi từ bên tay phải sang. Cả lớp nhớ rõ chưa? Ok nhá. Đấy được gọi là cách thức để sử dụng thước đo góc. Ok. Rồi, chúc mừng các con đã biết cách để vẽ một góc mong muốn khi mà sử dụng thước đo góc. Rất tốt. Bây giờ combo thức kẻ thước đo góc, thầy sẽ vẽ thật nhanh như sau. Nào, cả lớp cùng thầy nhìn thầy quan sát này. Đầu tiên, thầy sẽ lấy thước kẻ kẻ một đoạn thẳng có độ dài là 5 cm hay là thầy lấy một cái cạnh là 6 cm đi nhá các con nhá. Thay đổi không khí một tí này. 6 cm này. 1 2 3 4 5 6, được chưa các con? Uy tín nhá, 6 rồi, xong. Sau đó, thầy sẽ đánh dấu hai điểm này, đó là một điểm là điểm B và một điểm là điểm C giống như sư phụ nghĩa. Ok chưa? Sau đó các con hãy dùng thước đo góc vẽ cho thầy hai tia mới để tạo ra các góc. Chúng ta sẽ có các bước làm như sau. Bước 1. Bước 1 này. Vẽ BC bằng 6 cm. Bước số 2. Đó là vẽ góc à BCX bằng 60 độ. Góc BCX bằng 60 độ vẽ bằng cách nào? Đó là như sau. Đặt cái thước đo góc, vị trí điểm mốc là phải vào vị trí của điểm C cả lớp nhớ chưa? Vị trí mốc là điểm C nhá. Trong trường hợp này thầy có nhập một cái thước đo góc ở bên bển về rất hiện đại nó tích hợp luôn vào với cái thước kẻ của thầy cả lớp có nhìn thấy góc 60 độ thầy đang để ở trên màn hình không ạ có cả lớp có nhìn thấy số 60 để ở giữa của cái thước kẻ không nhìn thấy không ạ cái này là nhập là rất là đắt ở bên bển về đấy nhá việt nam không hề có đâu được chưa thôi <laughs> Góc này là thể hiện là 60 độ, có nghĩa là khi mà thầy kẻ một đường thẳng theo mép của thước kẻ thì sẽ tạo ra so với đường thẳng nằm ngang BC này một góc đúng bằng 60 độ, được chưa cả lớp? Vậy thầy sẽ vẽ luôn. Nào cả lớp quan sát này. Thầy sẽ vẽ luôn. Ok, được chưa? Rồi, như vậy trong trường hợp này thầy đã vẽ được một cái góc, góc này là góc bằng 60 độ các con nhé. 60 độ. Và cái thằng này thầy gọi tên nó là BCX. Được chưa? BCX. Góc này 60 độ này. Đấy. Hoàn toàn tương tự. Các con hãy vẽ cho thầy ở bước số 3. Đó là vẽ góc CBI. CBI. Vậy nếu vẽ góc CBI bằng 60 độ thì chúng ta phải dịch cái điểm mốc của thước đo góc tương ứng tới điểm B. Được không các con? Vậy thầy sẽ phải quay cái thước đo góc đi một góc là 60 độ nhưng theo chiều ở phía nghiêng như thế này. Đấy. Vậy trong trường hợp này nhá, thầy ướm nó vào. Sau đó thầy sẽ kẻ một cái đường thẳng theo mép của cái thước đo góc này của thầy. Nào, cả lớp quan sát. Thầy sẽ kẻ vào. Ok, đã xong ạ. À. Vậy bây giờ thầy bỏ nó ra. Thì trường hợp này đây chính là tia CBI của thầy ở bên góc phải. Còn đâu cái thằng x là ở bên góc trái các con nhá. Thằng này bên góc trái này. Đấy. Thì cái góc này của thầy tạo ra cũng là 60 độ. Được chưa các con? Hai cái góc, hai cái tia này ta cắt nhau tại đâu? Thì điểm này chính là điểm A của chúng ta. Và ta được tam giác đều ABC. Vậy bước số 4 nhé các con nhá Bước số 4 này. Lấy giao điểm. Lấy giao điểm. A. Của. À, BI và cx nối ab phẩy ac ta được tam giác đều abc. Được không các con? Được chưa nào? Ok, thầy xin hỏi cả lớp là đối với trường hợp này cả lớp đã hoàn toàn nắm được cách thức vẽ tam giác đều sử dụng combo thước kẻ và thước đo góc chưa ạ? Có hoàn toàn không các con? Các con uh, nắm được 100% chưa ạ? Có bạn nào đến thời điểm này vẫn còn chưa làm vững không? Thì để thầy còn hướng dẫn nào. <laughs> rồi ok tốt tuệ minh nắm đứng rồi thầy sẽ hỏi một bạn ngẫu nhiên nhá để xem xem là không biết là các con có thầy xin hỏi trâm anh này và việt hải này hai con đã hoàn toàn vẽ được tam giác đều sử dụng thước kẻ và thước đo góc chưa ạ Đã rồi ạ ok tốt ạ à. rồi xin mời các con bổ sung cái này thật nhanh vào trong vở cho thầy sau đó chúng ta sẽ có 10 phút nghỉ giải lao các con nhá được không ạ? Được chưa ạ? 10 phút được chưa? 10 phút nghỉ giải lao được chưa ạ? Hay là phải nhiều hơn? Hôm nay đúng như thầy đã hứa với các con là buổi học nay rất nhẹ nhàng Nên chúng ta sẽ thoải mái được nghỉ giải lao một chút Thì thầy hỏi này 10 phút như thế đã, Các con cảm thấy như thế đã ok chưa? Chắc là thoải mái rồi nhỉ? Đúng không? <laughs> dạ vâng ạ Vậy bây giờ nhá, thầy sẽ cho các con thời gian nghỉ giải lao này cộng với thời gian bổ sung cái này vào trong vở. Bây giờ là 7 giờ 11, thì đến 7 giờ 25 phút chúng ta sẽ quay trở lại với buổi học, được không các con? Uy tín nhá, đúng 7 giờ 25 phút thầy xin mời cả lớp hãy quay trở lại với buổi học ạ, à. ok? Rồi, xin mời các con tùy ý thoải mái nghỉ ngơi ạ. À. <laughs> Các bạn nghỉ ngơi đi nhá. Thầy sẽ lấy một chút nước. OK, đã 7 giờ 25 rồi, đúng theo như thầy đã giữ lời đúng lời hứa nhá. Đào, chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục cái phần uh, tiếp theo. Như vậy là ở cái phần tam giác đều này này, thì thầy đã vừa hướng dẫn lại cho các con hai cái combo đó là vẽ hình thứ nhất là sử dụng thước kẻ cộng với thước đo góc, thứ hai là thước kẻ cộng với uh, compa. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi đến một cái trường hợp cuối cùng. Cái này thì thầy tin là các con sẽ nhớ bởi vì sư phụ nghĩa hôm trước giảng rất kỹ. Cái này các con chỉ cần nghe thôi nhá. Đó là cách số 3 này, đó là sử dụng only thước kẻ, chỉ có duy nhất cái thước kẻ của chúng ta mà thôi. Nào, cách số 3. Cái này thì các con chỉ cần nghe thôi và nhìn xem cách thao tác của thầy. Đó là chỉ có duy nhất cái thước kẻ các con nhá. Đương nhiên là thước kẻ ở đây là phải cộng thêm với cái bút chì. Chứ nếu mà cái thước kẻ không thì thầy cũng chịu, được chưa? Thước kẻ này Vậy thì để dùng mỗi cái thức kẻ không thì chúng ta cần phải nhớ đến một cái kiến thức mà các con mới được sư phụ nghĩa cung cấp. Đó chính là khái niệm về đường trung trực. Được không các con? Chuẩn rồi. rồi. Ô ly thức kẻ là đúng là dành cho người nghèo đấy. Nhà không có điều kiện ấy. Kiểu kiểu như là nhà như kiểu sư phụ nghĩa ấy. Đúng không? Các con có thấy đấy hôm trước sư phụ nghĩa có cái gì đâu? Thức kẻ có mỗi duy nhất cái thức kẻ. Cái thức kẻ hình như còn đi mượn hay sao ấy compa không có, thước đo góc không có. Kiểu như là sư phụ nghĩa đấy là thuộc uh, gọi là liệt vào cái dạng gọi là rất nghèo đấy, không? Được chưa? Ok, vậy bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái thằng này bằng cách như thế nào đây? Đầu tiên, các con hãy vẽ cho thầy một đoạn thẳng AB nằm ngang. Có độ dài tùy theo độ dài cạnh của tam giác đều mà các con mong muốn, được không ạ? Vậy trong trường hợp này thầy sẽ thầy sẽ vẽ một cái đoạn có độ dài là uh, 6 các con nhá, là 6 nhá. Là 6 cm. Sau đó thì thầy sẽ dựa trên cái thước kẻ này thầy xin phép đánh chấm, đánh dấu luôn cái điểm ở chính giữa của đoạn thẳng AB luôn. Các con có nhìn thấy một cái dấu màu đỏ không ạ? À? Thì trong trường hợp này ta có được như sau. Đây là điểm A. Đây là điểm B. Đây là điểm O của chúng ta. Và cái điểm O này là cái điểm rất đặc biệt, nó là điểm nằm chính giữa của đoạn thẳng AB. Vậy thằng này có tên gọi nó là trung điểm, đúng không cả lớp? Thầy vừa nhắc ở đầu buổi. Vậy bây giờ chúng ta cần phải vẽ một cái đường trung trực. Là đường như thế nào? Đường trung trực là đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng AB và vuông góc tại chính cái điểm chính giữa O này, được không các con? Vậy cách vẽ như sau Đầu tiên thầy sẽ quay cái thước kẻ này Một góc vuông 90 độ Được không các con Nào nhìn nhá Thầy đặt một góc vuông Sau đó kẻ một đường thẳng đi qua ô Đi qua ô Và vuông góc với AB Vậy thầy sẽ có được đường thẳng đó là đường thẳng như sau Đấy Cả lớp nhìn thấy chưa ạ? Quý tín chưa? rồi xong nhá như vậy cái đường này của chúng ta sẽ được gọi tên nó là đường trung trực đấy các con này đường trung trực đường trung trực đường trung trực là đường đi qua trung điểm o của đoạn thẳng ab và vuông góc với ab vậy bây giờ chúng ta sẽ cần phải lấy xem điểm c chính là cái đỉnh còn lại của tam giác đều đúng không các con vậy thì làm thế nào bằng cách như sau thầy sẽ ướm cái thước kẻ này một đầu vào điểm A của thước kẻ được không các con nhìn thấy ướm nhá nhìn thấy ướm này thầy sẽ ướm một đầu vào điểm A nhìn thấy chưa sau đó các con hãy đặt cái điểm A này vào vị trí tương ứng với đúng ở một cái vạch ở trên thước kẻ sau đó chúng ta sẽ xoay cái thước kẻ này để làm sao cho chúng ta tìm được cái điểm cách điểm A này một đoạn có độ dài bằng 6 cm. Và có phải nếu như các con mà đo một cách chính xác thì chúng ta sẽ được điểm C của chúng ta chính là vị trí này. Cả lớp có nhìn thấy không ạ? À? Có nhìn thấy thầy đang đánh dấu điểm C đây không ạ? À? Xong nhá, điểm C của thầy thầy đã đánh dấu xong nó chính là điểm này này. Đấy, được chưa? Sau đó thầy sẽ lấy thước kẻ nối chúng lại với nhau. Nối lại. Nối lại. Ok. Vậy trong trường hợp này, điểm C của chúng ta đây và tam giác ABC là tam giác đều đã vẽ thành công. Được không các con? Nào, thầy xin hỏi cả lớp. Với cách thức vẽ như này, các con đã hoàn toàn ok chưa? Cả lớp đã hoàn toàn nắm được cách vẽ tam giác đều ABC sử dụng duy nhất một thức kẻ chưa ạ? Cách thức bước số 1 nhá, bước số 1 này, bước số 1. Đó là vẽ đoạn thẳng AB bằng 6 cm. Bước số 2 kẻ đường thẳng kẻ đường thẳng vuông góc với AB đi qua trung điểm O đi qua trung điểm O. Được không ạ? kẻ một đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng AB này nhưng mà lại vuông góc tại chính cái trung điểm O đây. Đấy. Sau đó bước số 3. Bước số 3. Lấy điểm C lấy điểm C nằm trên đường trung trực nằm trên đường trung trực. Đường trung trực sao cho khoảng cách từ điểm C tới điểm A tức là chính là đoạn CA bằng khoảng cách từ điểm C tới điểm B tức là đoạn CB và cùng bằng 6 cm. Được không các con? Được chưa nào? Đường trung trực ạ, à? chứ không phải đường trung thực đâu. <laughs> đường trung trực. Nhớ chưa? Trung là nó là viết tắt của từ trung điểm. Cả lớp nhìn này, thầy sẽ lý giải từ ngữ một tí còn trực ở đây nó có nghĩa là trực giao thì ý nghĩa của từ trực giao có nghĩa chính là dịch ra tiếng hà tiếng tiếng việt ý nó chính là từ vuông góc các con nhá như vậy đường trung trực là đường vuông góc với một đoạn thẳng tại trung điểm của đoạn thẳng đó nên mới được gọi tên là đường trung trực cả lớp nhớ rõ chưa nào ok nhá rồi uy tín rồi xin mời cả lớp bước cuối cùng đó là bước 4 nối CA phẩy CB thì ta sẽ vẽ được tam giác đều ABC. Vẽ được tam giác đều ABC. Ok, rồi, xin mời cả lớp bổ sung phần này vào trong người đó thầy. Để chúng ta chuyển sang phần tiếp theo đó là hình vuông. Phần hình vuông đơn giản lắm. nào cả lớp đã hoàn toàn hiểu 100% cái phần này của thầy chưa ạ? À? đó là để vẽ được tam giác đều thì các con cần phải đi vẽ một đường trung trực của đoạn thẳng AB. Đường trung trực này là đường như thế nào? là đường đi qua trung điểm O và vuông góc với đoạn thẳng AB tại chính cái trung điểm O này, được không ạ? À? OK nhá. Rồi, xin mời các con bổ sung vào trong vở thật nhanh cho thầy để chúng ta chuyển phần tiếp theo nào phần hình vuông thì khá đơn giản cho nên là thầy tin là các con sẽ 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 hiểu được ngay thôi ạ. À. OK, xin mời các con hãy chuyển sang nội dung phần ba la mã cho thầy. Có tên gọi đó là hình vuông, được không các con? Ba la mã này, hình vuông. Vậy hình vuông là hình như thế nào? thì các con đã đều được biết hết ở dưới chương trình tiểu học rồi. Đó là một hình có bốn đỉnh, bốn cạnh, bốn góc và hình vuông trong trường hợp này thầy xin phép lấy luôn tên nó là hình vuông ABCD các con nhé. Hình vuông ABCD này. Thì hình vuông này có đặc điểm như sau Đó là độ dài các cạnh của hình vuông thì bằng nhau Tức là AB bằng BC bằng CD bằng DA Và cùng bằng độ dài cạnh của hình vuông Được không các con? Bằng độ dài một cạnh của hình vuông Thế còn các góc ở vị trí tương ứng các đỉnh Đó là góc A này bằng góc B này Bằng góc C này bằng góc D này thì bốn góc này cùng bằng nhau và cùng bằng là 90 độ Đúng không các con vì tín chưa À dạ thế ạ à, Thế ạ à. Ok ok <laughs> Rồi Vậy thì các con cho uh, cho, cho bạn Tuệ Binh thêm một chút thời gian nhé Bạn Tuệ Binh bổ sung nốt phần cuối cùng <laughs> Ok, rồi, bạn Tuệ minh đã xong. Bây giờ chúng ta chuyển sang cái phần hình vuông này. Vậy thì để vẽ hình vuông, thầy sẽ vẽ bằng cách thức như sau. Đó là cách đơn giản nhất, dùng mỗi thước kẻ thôi. Bằng cách như sau, các con quan sát này, thao tác của thầy nhé. Đầu tiên, thầy sẽ kẻ một đoạn thẳng có độ dài là 5cm như hình vẽ 1, 2, 3, 4, 5. Thôi thầy cho nó lên là 6cm đi các con nhé. Thầy sẽ cho nó là 6cm để cho các con nhìn nó rộng rãi hơn một chút. 3 này, 6 này, ok. Đã có một đoạn AB có độ dài bằng 6 cm ạ. À. Thầy ký hiệu nó vào. AB. Sau đó thì thầy lấy thước kẻ, thầy kẻ hai đường vuông góc tại điểm A và điểm B. Được không các con? Thầy sẽ kẻ hai đường vuông góc. Các con có nhìn thấy thầy đang dựng cái thước kẻ lên không ạ? À? Có nhìn thấy không ạ? À? Có đúng không? Ok, vậy thầy sẽ kẻ hai đường vuông góc tại điểm A và điểm B này nhá. Đấy, đường vuông góc này. Sau đó thầy sẽ kéo sang bên này, thầy sẽ kẻ một đường vuông góc thứ hai. Được không các con? Ok chưa? Được chưa? Rồi nhá. Rồi, sau đó trên hai cái đường vuông góc mà chúng ta vừa vẽ, các con lấy luôn đánh dấu cho thầy điểm có độ dài so với điểm A bằng 6 cm. 1 2 3 4 5 6 như vậy điểm này là điểm thầy càng cần đánh dấu. Đấy, được chưa nào? Như vậy đến đây ta sẽ có được như sau nhá. Đầu tiên này, bước 1. Bước 1. Vẽ đoạn AB bằng 6 cm. Thằng này bằng 6 cm. Bước số 2. kẻ hai đường thẳng kẻ hai đường thẳng ax phẩy bi vuông góc với đoạn thẳng ab vuông góc với đoạn thẳng ab thầy hỏi này cái việc kẻ đường thẳng này các con có có thao tác được không đó là các con nhìn nhé chúng ta chỉ cần quay cái thước kẻ nằm thẳng đứng nó sao cho nó vuông góc với cái đoạn thẳng AB này, sau đó các con lấy bút chì kẻ một đường thẳng cho thầy. Thì cái đường này được gọi tên nó là đường vuông góc và thằng này thầy đặt tên nó là AX. Bên này hoàn toàn tương tự thì thầy sẽ kẻ được đường vuông góc, thằng này thầy gọi tên nó là BI, được không các con? Ok chưa ạ? <laughs> ok rồi đúng không? Rồi, bước tiếp theo đó là bước số 3. Bước số 3 của thầy đó là như sau. Bước số 3. Lấy điểm D trên AX phẩy điểm C trên BI sao cho độ dài của đoạn AD bằng độ dài của đoạn BC và cùng bằng 6 cm. Được không các con? Ok chưa? Rồi, như vậy thầy đo lại một lần nữa này cho các con nhìn này, thầy đo lại một lần nữa cái thước kẻ vào nhá. Đấy, các con nhìn này. Có nhìn thấy là cái vạch đỏ thầy đang chấm ở đây chính là tương ứng với 1 2 3 4 5 6. Nhìn thấy 6 cm chưa ạ? Các con đã phát hiện ra đây là điểm này là điểm tương ứng với 6 cm chưa ạ? Rồi đúng không? Ok, thầy sẽ đánh dấu điểm này vào. Đây chính là điểm D của chúng ta này. Điểm này là điểm D. Hoàn toàn tương tự đánh dấu điểm C ở bên đường thẳng BI sao cho BC cũng bằng là 6 cm. 1 2 3 4 5 6 vậy đó là điểm này. Điểm này chính là điểm 6 các con nhé Rồi ok thầy đã có ạ, à, đã hoàn thiện. Các con thao tác các bước làm giống hệt cho thầy nhá để chúng ta đi đến bước cuối cùng. Bước cuối cùng đó là bước số 4. Nối C với D, nối C với D thì ta sẽ vẽ được hình vuông ABCD, ta sẽ vẽ được hình vuông ABCD. Nào, thầy sẽ lấy cái thước kẻ thầy nối lại với nhau là xong. được chưa các con? OK, đã xong và như vậy trong trường hợp này thì thầy đã dựng được xong hình vuông ABCD vì độ dài của nó đều bằng các cạnh bằng nhau đều bằng 6 cm các con nhá đều bằng 6 cm được chưa nào? OK. Ờ, xin mời các con bổ sung cái hình vẽ này vào trong vở đó thầy. <laughs> Yeah. <laughs> you ok trong trường hợp này cả lớp chú ý nốt cho thầy một số những đặc điểm của hình vuông như sau đầu tiên chúng ta sẽ khoanh tròn cái điểm b này vào thì thầy sẽ gọi tên cái thằng này lên thông thường người ta sẽ gọi tên thằng này được gọi tên nó là đỉnh của hình vuông các con nhá đỉnh b đỉnh a đỉnh c đỉnh d vậy các điểm b này sẽ được gọi tên nó là các đỉnh được chưa cả lớp ok chưa Thế còn cạnh BC ở trong trường hợp này thì sẽ được gọi tên nó là cạnh của hình vuông. Được chưa? Được gọi tên là cạnh. Ở đây góc này là bằng 90 độ thì sẽ được gọi tên nó là góc vuông. Góc vuông. Thầy xin hỏi cả lớp, đố các con biết nếu như thầy nối điểm D với điểm B này lại thì thầy sẽ được đoạn thẳng bd và trong trường hợp này đoạn thẳng bd sẽ được gọi tên là gì ạ nào thầy xin hỏi cả lớp các con có biết đoạn thẳng bd sẽ được gọi tên là gì không ạ đường chéo ạ à ok rồi thầy cảm ơn bạn thiện mỹ rất chính xác trong trường hợp này nếu như thầy nối điểm b với điểm d hoặc là điểm a với điểm c các con nhé một trong hai cái đường này đều được gọi tên giống nhau và đều gọi tên nó là đường chéo được không các con rất chính xác ok chuẩn ạ à. thầy cảm ơn bạn Khánh Linh đây chính là đường chéo đấy ạ à. đường chéo vậy xin mời các con hãy nốt thật nhanh thế này vào trong vở đó thầy nhá các cái này là một cái các cái mà giúp cho chúng ta nhận diện tốt hơn đấy các con ạ à. đấy được chưa ok rất tốt ok phần trên này đây là những cái đặc điểm nhận dạng của hình vuông xuống đây thầy xin mời các con hãy đi đến nhận xét giúp cho thầy như sau nào chúng ta sẽ đi đến một cái phần rất quan trọng của cái phần hình vuông này được gọi tên nó là nhận xét các con nhá nhận xét các đặc điểm của hình vuông thì gồm có các đặc điểm như sau thầy xin mời các con này gạch đầu dòng cho thầy thứ nhất thứ nhất đó là hình vuông hình vuông A, B, C, D thì sẽ có các cạnh có độ dài bằng nhau. Tức là AB bằng BC bằng CD bằng DA. Và cùng bằng là cạnh của hình vuông. Tức là bằng cạnh. Thế còn các góc là góc A bằng góc B bằng góc C bằng góc D. Và cùng bằng 90 độ. Được không các con? Và từ cái việc là có hình vuông như thế này. Thì người ta sẽ suy ra được công thức tính chu vi và công thức tính diện tích thầy nốt luôn bên tay phải luôn nhá. Chu vi của hình vuông thì được tính bằng cạnh nhân với 4, được không các con? Hay còn gọi là bằng 4 nhân với cạnh cũng được. Thì ta có chu vi này. Chu vi của hình vuông bằng 4 nhân với độ dài của một cạnh. Diện tích của hình vuông thì được xác định bằng công thức đó là cạnh nhân với cạnh. Cạnh nhân với cạnh. lưu ý đơn vị của chu vi thì là bằng cm hoặc là bằng mét thế còn đơn vị của diện tích thì phải là đơn vị vuông tức là cm vuông hoặc là mét vuông được không cả lớp nhớ chưa nào cái này thì các con đã được nêu ra từ ngay từ cấp 1 rồi bây giờ thầy nhắc lại thôi gạch đầu dòng thứ hai hai đường chéo hai đường chéo AC phẩy BD bằng nhau, tức là đối với hình vuông thì hai đường chéo luôn có độ dài bằng nhau các con ạ. À. Cái này các con sẽ kiểm tra bằng cách lấy thước kẻ đo độ dài cho thầy hai đường chéo xem có thật sự là bằng nhau hay không. cả lớp nhớ nhá. Sau buổi học các con sẽ kiểm tra giúp thầy nhá Hai đường chéo của hình vuông thì có độ dài bằng nhau. Vậy làm thế nào để nhận diện được đường chéo cả lớp nhìn này. Thầy sẽ viết cái hình vuông ABCD ra nhá, cả lớp nhìn nhá. ABCD này. Đường chéo được nhận diện bằng cách như sau. Đó là từ điểm A chúng ta sẽ nhảy qua đầu điểm B tới điểm thứ ba. Vậy ta sẽ được đường chéo AC. Được không các con? Tiếp theo này, từ B nhảy qua đầu điểm C tới điểm D, ta lại được đường chéo thứ hai, đó chính là đường chéo BD các con nhá như vậy đối với một hình vuông abcd thì đường chéo là hai đỉnh luôn cách ra bởi một đỉnh nằm giữa cả lớp nhớ rõ chưa nào cả lớp nhớ rõ được cái điều này chưa ạ đường chéo thì được tạo ra bởi hai đỉnh nhưng mà bị cách ra bởi một đỉnh nằm giữa ví dụ như là abcd thì ta có đường chéo ac và đường chéo bd tuyệt đối không bao giờ có đường chéo ab và đường chéo cd đâu các con nhé nhớ chưa nào được chưa? Rồi, cạnh đầu dòng tiếp theo. Hai cạnh đối diện. Hai cạnh đối diện. Vậy đối diện là như thế nào? Cả lớp cùng quan sát lên trên hình vẽ cho thầy như sau. Nhìn này. AD của chúng ta là cạnh nằm ở bên phía tay trái. Thì nhìn đối diện sang bên tay phải. Đó chính là cạnh BC. Được không ạ? thì trong trường hợp này AD và BC được gọi tên là hai cạnh đối diện nhau. Hoàn toàn tương tự ta có DC thì sẽ đối diện xuống phía bên dưới, đó chính là cạnh AB, đúng không cả lớp? Vậy đến đây ta sẽ có được hai cạnh đối diện nhau đó là như sau. Hai cạnh đối diện nhau thì song song với nhau. Thì song song với nhau. Cụ thể như sau ta có AC à AB thì song song với CD. Và trường hợp còn lại là AC AD thì cũng song song với BC luôn. Vậy ta có được hai cạnh đối diện nhau thì song song với nhau. Được chưa? <laughs> Rồi, đi đến một cái cuối cùng này. Như sau, hai đường chéo hai đường chéo ac bd cắt nhau tại điểm o cắt nhau tại điểm o thì ta có khoảng cách từ điểm o tới các đỉnh abcd đều bằng nhau và biểu diễn bởi công thức đó là aooa bằng ob bằng oc và bằng cả od nữa được không các con được chưa nào thầy sẽ vẽ cái hình đấy thật nhanh ra cho các con nhìn nhé Đây A B C D. Đường chéo AC này, đường chéo BD này cắt nhau tại một điểm O ở chính giữa thì khoảng cách OA là cái đoạn này này. bằng đoạn này. bằng đoạn này và bằng cả đoạn này nữa. Được chưa các con? Tức là độ dài của bốn đoạn OA, OB, OC, OD là bằng nhau. Được không các con? để kiểm tra cái việc này thì xin mời khi kết thúc buổi học xong thì các con hãy kiểm tra lại cho thầy từng các cái nhận xét này một xem xem là đã chính xác thật sự hay chưa các con nhé được không ạ được chưa nào <laughs> Thầy nhắc lại một lần nữa nhá, thầy nói lại này. Tổng kết lại này. Đối với một hình vuông ABCD thì độ dài các cạnh bằng nhau, đều là bằng cạnh của hình vuông là đều là a bằng nhau. Như vậy khi đó chu vi của hình vuông sẽ được bằng là tổng độ dài bốn cạnh, vậy là bằng 4 nhân với cạnh. Thế còn diện tích thì được tính bằng công thức là cạnh nhân cạnh, tức là a nhân với a, được không các con? Là a nhân với a. Nhận diện thứ hai đó là hai đường chéo AC và BD thì luôn luôn bằng nhau. Các con về lấy thước kẻ đo một cái là chính xác ngay thôi. Được chưa nào? Hai cạnh đối diện AD này và BC này, thầy sẽ cho nó hiện màu lên nhá. Hai thằng cùng màu xanh là song song với nhau. Hai thằng cùng màu xanh ra trời cũng song song với nhau luôn được không các con đấy là đặc điểm của hình vuông ngoài ra còn một đặc điểm cuối cùng đó là hai đường chéo thì cắt nhau tại một điểm điểm này sẽ cách đều bốn đỉnh a b c d và được biểu diễn bởi công thức oa bằng ob bằng oc bằng od được không các con ok chưa nào được chưa ạ nào thầy xin hỏi cả lớp có bạn nào không hiểu một trong các nhận xét này của thầy không? Hay là tất cả các con đều cảm thấy là ok hết? Có bạn nào cảm thấy là không hiểu không ạ? Nào, Khánh, Khánh Linh cho thầy hỏi, Khánh Linh này, Thiện Mỹ này, Minh Huyền Tuệ Minh này, Bảo Trâm, Linh Nga các con có hoàn toàn thấy là các cái nhận xét này của thầy là chính xác hay không? Hả? Có ạ, ok, tốt. Tốt ạ. OK. Để các con kiểm chứng lại cho thầy xem có chính xác hay không thì về nhà các con hãy lấy thước kẻ đo giúp cho thầy nhé. Được không ạ? OK. Rồi. Như vậy là ở trong buổi học ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã ôn tập được về cách thức để vẽ được thế nào một tam giác đều, một hình vuông và các đặc điểm của tam giác đều và của hình vuông. Đồng ý không ạ? Vậy thì đến thời điểm này thầy xin cảm ơn tất cả các con nhé. À, chúng ta sẽ lại gặp lại nhau vào buổi học rèn luyện bài tập của tuần tiếp theo, được không ạ? chắc chắn trong tuần này các con sẽ nhận được điểm số bài thi của mình. OK? À. Dạ vâng. OK rồi. Thầy chào tạm biệt tất cả các con ạ. Hẹn gặp lại các con vào buổi học của tuần tiếp theo. Bye bye. Rồi thầy chào Linh nga, thầy chào Khánh Linh, thầy chào Thiện Mỹ, thầy chào Trúc Linh, thầy chào Mạnh Hào. chào dạ vâng thầy chào thiện minh <laughs> ok thầy xin phép dừng phòng học của chúng ta tại đây nhá bye bye và hẹn gặp lại các con